thành công của chuỗi chương trình về dòng nhạc Bolero, Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang tiếp tục ra mắt một chương trình đặc biệt duyên dáng Bolero 2018, nơi hội tụ những nhan sắc mới của dòng nhạc Bolero, thử thách đầu tiên đánh thức đam mê. 30 giọng hát ẩn mình sẽ phải chinh phục bộ tứ giám khảo khó tính của duyên dáng Bolero để được đánh thức và bước ra vùng ánh sáng hoàng kim. Và chỉ những cơ mặt hội tụ đủ yếu tố thanh và sắc mới có thể được chọn để cùng với người dẫn dắt là Á Hậu Hà Thu, quán quân tình Bolero phiên bản nghệ sĩ mùa 2, chính thức bước vào hành trình chinh phục danh hiệu duyên dáng Bolero mùa đầu tiên. Đón xem tập 1 duyên dáng Bolero được phát sóng lúc 21 giờ thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Duyên dáng Bolero, giọng ca thăng hoa cùng nhan sắc. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.